Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Game Mobile. Cùng với sự ra mắt của môn phái Đoàn Thị thì trong cái phiên bản Thiên Long Đoàn Thị này nó sẽ còn ra mắt nhiều những cái tính năng mới và nhiều cái sự thay đổi trong những cái hoạt động cũ mà chúng ta cần đặc biệt lưu ý để tham gia trải nghiệm cái phiên bản này nó sẽ được tốt hơn. Thì bây giờ mình sẽ cùng với các bạn điểm lại những vấn đề mà chúng ta cần lưu ý để chuẩn bị cho cái phiên bản này. Thì đầu tiên mình sẽ cho các bạn đi qua cái vấn đề của cái tuyệt học giang hồ này trước. Tại vì mình thấy cái vấn đề này nó khá là quan trọng cho chúng ta. Về tuyệt học giang hồ thì đây là một cái loại tuyệt học hoàn toàn mới nha các bạn. Nó sẽ hơi khác so với cái tuyệt học mà các bạn đang sử dụng. Mình lấy ví dụ nha. Thì với cái tuyệt học mà các bạn đang sử dụng đây, nó là một cái quyển tuyệt học được đổi từ tính vật môn phái nha các bạn. Và cái tuyệt học giang hồ này thì nó lại không phải đổi bằng tính vật môn phái đâu. Nó cũng có liên quan một xíu thôi. Đây các bạn thấy tuyệt học cũ của mình là sẽ đổi được bằng tính vật môn phái. Nhưng tuyệt học giang hồ này nó sẽ có thông qua cái hoạt động đó là Bạch Hổ Đường. Đây các bạn tham gia Bạch Hổ Đường và các bạn sẽ thông qua đấu giá để các bạn nhận cái một cái quyển tuyệt học giang hồ gốc. Mình nó gọi là tuyệt học giang hồ gốc nha các bạn. Và đấu giá đây sẽ đấu giá bằng ngân sức. Thì sau khi có được cái quyển tuyệt học giang hồ gốc này, các bạn sẽ dùng 100 tính vật để chuyển đổi sang tuyệt học giang hồ. Đó, chuyển đổi tuyệt học giang hồ gốc thành tuyệt học giang hồ để sử dụng. Lúc này các bạn mới gắn được vào cái ô tuyệt học của mình. Và đây mình sẽ cho các bạn xem một số cái thông tin thuộc tính của hai quyển tuyệt học. Ở đây chúng ta sẽ có hai quyển tuyệt học giang hồ gốc. Một quyển tên là Huy Duệ Sinh Phong. Đây là mức chỉ số của nó khi ở cấp 1 và đây là khi cấp 10. Thì khi cấp 10 nó sẽ tăng cho các bạn phản độ miễn thương là 10%. Khi các bạn dùng 2 lần kỹ năng, nó sẽ tăng thêm 15 điểm tốc độ đánh. Rồi những phệ hệ phái mà đánh cận chiến nó sẽ tăng thêm 15 điểm di chuyển và nó sẽ duy trì trong 8 giây, cách giãn kích hoạt là 30 giây. Như vậy có nghĩa là khi các bạn đánh 2 lần những cái chiêu đánh của mình, ví dụ như các bạn xem những cái chiêu đánh của mình mà các bạn đánh 2 lần chiêu này rồi xong chiêu này thì các bạn sẽ được hưởng những cái hiệu ứng này. Thì mình thấy những cái hiệu quả này nó cộng lại cho mình thấy nó không có mang lại cái sức mạnh nhiều đâu. Thì do đó mình nghĩ cái quyển tuyệt học này sẽ rất là kén người chơi. Rồi mình sẽ xem cái quyển tuyệt học thứ hai xem nó có cái gì đặc biệt hay không. Thì với quyển tuyệt học thứ hai tên là Phong Hổ Vân Long. Và đây các bạn xem chỉ số của nó ở cấp 10. Nó sẽ tăng cho chúng ta thêm cái bạo kích. Sát thương bạo kích sẽ tăng thêm 35%. Và khi sinh lực dưới 30%, khi bị tấn công thì cái hiệu quả này sẽ chuyển thành miễn sát thương bạo kích cho bản thân. Có nghĩa là khi sinh lực của các bạn dưới 30%, nó sẽ chuyển 35% của cái sát thương bạo kích này nè thành miễn sát thương bạo kích. Nó sẽ giúp cho cạc của mình nó sẽ trâu hơn. Đó, như vậy quyển tuyệt học này rất là ngon. Ban đầu nó sẽ tăng công cho chúng ta, nhưng mà khi chúng ta bị đánh, nó sẽ lại chuyển thành phòng thủ. Thì mình nghĩ quyển tuyệt học này chắc chắn sẽ được săn đón rất là nhiều. Phải nói cực kỳ ngon các bạn ơi. Rồi đó là hai quyển tuyệt học mới. Và đây là cái một cái tính năng hoàn toàn mới trong cái phiên bản này. Tiếp theo mình sẽ nói một số vấn đề, những cái vấn đề cập nhật khác trong cái phiên bản này. Đây, ở đây các bạn sẽ xem có một vấn đề, đó chính là điều chỉnh kỹ năng của môn phái ngũ độc. Thì ngũ độc sẽ được điều chỉnh như thế nào? Đó là cái kỹ năng triệu hồi độc trùng. Nó sẽ được điều chỉnh lại, đó là khi triệu hồi được con xích hạt, nó sẽ tăng sát thương bạo kích cho nhân vật của chúng ta luôn. Đó, tăng thêm sát thương bạo kích cho nhân vật của mình. Rồi triệu hồi độc trùng không giới hạn, triệu hồi một con, có nghĩa bây giờ các bạn sẽ triệu hồi được một lúc hai con, ba con. Thứ tự triệu hồi sẽ lần lượt là Linh Sa, Bích Thiền, Xích Hạt, Phong Ngô và Mặc Thù. Đó, các bạn lưu ý nha. Rồi kỹ năng bách độc xuyên tâm của chúng ta sẽ tăng thêm cái tỷ lệ bạo kích cơ bản của bản thân. Rồi khi gây bạo kích sẽ có tỷ lệ giảm hồi chiêu triệu hồi độc trùng. Đó, do đó cái con năm độc của các bạn bây giờ các bạn ép cái tỷ lệ bạo kích lên thì khi các bạn đánh gây được bạo kích lên đối phương, nó sẽ giảm thời gian chờ của cái chiêu triệu hồi độc trùng và các bạn sẽ triệu hồi được 2-3 con bét ra cắn bao đau luôn các bạn. Tiếp theo là kỹ năng ngũ độc kỳ kinh, nó sẽ tăng phạm vi tấn công cho chúng ta. Rồi với những môn phái khác thì ví dụ như trong Võ Thần Điện, kỹ năng của Thiên Vương Huyết Chiến Bắc Phương nó sẽ theo sau mục tiêu rồi ưu hóa cái phần thi triển kỹ năng của phái Minh Giáo, cái chiêu Thiên Địa, Hủy Thiên Diệt Địa, các bạn nó sẽ ưu hóa lại cái phần này trong cái phần Võ Thần Điện. Như vậy là trong cái bản cập nhật này,
Như những lời đồn thì có chỉnh sửa thêm 6 môn phái. Thì trong cái bản cập nhật ngày mai nó sẽ không có phần chỉnh sửa của những môn phái như Đường Môn hay là Thiên Vương các bạn. Thì những cái phần chỉnh sửa đó nó sẽ cập nhật trong vài ngày sắp tới. Chắc chắn nó sẽ cập nhật trong vài ngày sắp tới. Tại vì nếu mà nó cập nhật cùng một lúc chỉnh sửa 6 phái thì chúng ta sẽ không thể nào trải nghiệm được cái phái đoàn thị. Nó phải cho các bạn trải nghiệm cái phái đoàn thị trước, nó mới đưa ra những cái cập nhật chỉnh sửa cho những cái phái kia, để các bạn còn tham gia cái đại hội võ lâm nữa. Rồi, đến cái phần ưu hóa trang bị hoàng kim bạch kim, cái này mình sẽ nói sau nha các bạn. Cái này nó hơi tốn tiền tí nên mình sẽ nói nó sau. Rồi, nói về cái vấn đề ưu hóa tuyệt học. Thì đối với những server sau 45 ngày mở giới hạn cấp 129, có thể dùng tính vật môn phái để kích hoạt bí kíp cao đạt cấp tối đa để mở cái khu vực bên phải, dưới bên phải các bạn. Có nghĩa là đây là cái khu vực tuyệt học thứ ba nha các bạn. Đây, nó bảo là dưới và bên phải thì mình nghĩ là sẽ là nằm cái khu ô bên này. Đây. Đó, đó là cái khu vực tuyệt học thứ ba. Rồi, những mảnh tuyệt học nào có thuộc tính bộ nó sẽ được hiển thị đặc trưng. Đây các bạn xem cái hình nè. Cái nào mà có thuộc tính bộ đây các bạn hiển thị đặc trưng, để khi các bạn kích vào các bạn tìm kiếm cái bộ, chúng ta sẽ đỡ tốn thời gian hơn. Đó, dễ dàng nhận biết cái bộ của mình. Rồi, nó sẽ thêm cái phần hiển thị hiệu quả tăng giảm của bí quyển. Đây các bạn thấy nè, hai cái mảnh tuyệt học ở bí quyển nó sẽ có thêm cái cộng 20% đây. Nó sẽ hiển thị cho các bạn thêm phần này. Cũng không có gì đáng kể cả. Rồi, một cái nữa là căn cứ theo giá trị của cái tuyệt học của mình, mình khi mà mình bán nó sẽ đổi thành cái lượng tu vi nó sẽ khác nhau. Rồi, ưu hóa cái nguồn sinh phần thưởng, cái này cũng khá là hấp dẫn nè các bạn. Rồi, khi máy chủ các bạn đạt giới hạn cấp 129 thì Rương Hoa Sơn Luận Kiếm sẽ tăng thêm cái phần thưởng, đó là dịch cốt kinh quyển 1 và thủy tinh cam. Đó, khá ngon, dịch cốt kinh nha các bạn. Lúc trước cái này các bạn phải nạp những cái gói quà sự kiện thì chúng ta mới có được. Bây giờ nó sẽ cho các bạn trong cái phần thưởng của Hoa Sơn Luận Kiếm luôn. Tiếp theo là khi máy chủ mở giới hạn cấp 129, khi mở Rương Tâm Ma có thể nhận được đá hồn thiên âm. Và viên đá này có thể bày bán nha các bạn. Đá hồn level 5 sơ có thể bày bán. Đây là Rương Tâm Ma. Thì những bạn nào đã tích rương thì bây giờ các bạn chuẩn bị mở đi nha. Rồi, tiếp theo, khi máy chủ mở giới hạn cấp 139 thì cái hoạt động Thủy Hoàng Giáng Thế và Nữ Đế Hồi Sinh nó sẽ có thêm phần thưởng, đó chính là bạch kim đồ phổ áo và bạch kim đồ phổ nón nha các bạn. Đây. Rồi, khi máy chủ mở giới hạn cấp 149, Minh chủ liên server sẽ thêm phần thưởng Tùy Hầu Châu. Khi máy chủ mở giới hạn cấp 149, danh tướng Hạng Vũ liên server nó sẽ thêm phần thưởng Truyền Thuyết Lệnh. Và danh tướng liên server nó sẽ mở thêm boss 6x nha các bạn. Boss cấp 60 gồm có ảo cảnh và thường. Thì khi các bạn khiêu chiến danh tướng liên server cấp 60 và cấp 80 có thể nhận được vũ khí bổ mạng và những con môn khách tương ứng. Như vậy là nó sẽ cập nhật bổ sung thêm những con boss 6x. Thì lúc trước các bạn chỉ săn danh tướng liên server, các bạn chỉ có những con boss mà 2S á, những con boss 2S là những con boss 8S á, thì các bạn chỉ săn những con đó. Bây giờ nó sẽ mở thêm số lượng boss 6S về. Và khi đánh những con này các bạn sẽ có cơ hội nhận được những cái vũ khí bổ mạng của những con này và những con môn khách tương ứng. Rồi, một cái điều đặc biệt quan trọng là Rương Di Tích Tầm Bảo sẽ tăng tỷ lệ nhận được mảnh tuyệt học. Và khi các bạn tham gia tổ đội Di Tích Tầm Bảo, các bạn thu thập những cái rương trong hoạt động, thì các bạn sẽ có tỷ lệ nhận được những cái bí quyển tuyệt học kế thừa, bí quyển tuyệt học Trác Việt, hoặc là mảnh tuyệt học kế thừa, mảnh tuyệt học Trác Việt. Đó, và những cái vật phẩm này nó sẽ tiến hành đấu giá thế giới và được chia lợi tức tổ đội nha các bạn. Và những cái này nó sẽ đấu giá bằng ngân sức. Đó, các bạn lưu ý, những bạn nào bây giờ trước đây á treo auto di tích thì bây giờ các bạn hãy chịu khó đi di tích để mở rương nha. Các bạn mở những cái rương trong hoạt động thì sẽ được. Rồi, thì tùy theo trục thời gian mở máy chủ, phần thưởng thu thập cái lệnh bài Long Tuyệt Phong nó sẽ được điều chỉnh. Và nó điều chỉnh như thế nào thì ở đây nó sẽ không có ghi. Rồi, ở đây nó sẽ điều chỉnh cho chúng ta một số cái gói nạp nè các bạn. Có một cái phần các bạn cần lưu ý ở đây. Đó, gói đầu tư, đặc biệt nha các bạn, gói đầu tư đại hiệp chỉ có thể mua gói đầu tư tương ứng với cấp nhân vật và máy chủ hiện tại. Nếu không mua gói đầu tư trước đó thì nó sẽ không thể mua được. Ví dụ như bây giờ hiện tại với cái acc này, cái gói đầu tư hiện tại của nó là đầu tư 7 nè các bạn. Đầu tư 7 ở cấp đặt là cấp 13x, mà bây giờ á
ngày mai mà cập nhật cái phiên bản, nếu mình không mua gói đầu tư 7 này trong hôm nay thì ngày mai mình sẽ không thể nào mua được cái gói đầu tư 7 này nữa. Bắt buộc mình phải mua cái gói đầu tư 8, là cái gói đầu tư tương ứng với cái cấp 14X hiện tại của mình. Đó, các bạn lưu ý nha. Tiếp theo là nó sẽ mở thêm những cái gói đầu tư mới cho cấp 150 và gói đầu tư cấp 160. Quà mỗi ngày thì bây giờ đó, lúc trước các bạn nhận quà mỗi ngày này sẽ được cái mảnh đá hồn. Thì bây giờ nó sẽ không phải là mảnh nữa, nó sẽ cho các bạn nhận được một cái rương tùy chọn mảnh đá hồn level 5. Với điều kiện là máy chủ các bạn phải mở giới hạn cấp 129. Nó bao gồm mảnh đá hồn Diệp Vô Tâm và mảnh đá hồn Vân Hạo Thiên. Rồi tiếp theo là một số cái điều chỉnh khác. Thì nó sẽ mở thêm cho chúng ta một cái bản đồ luyện công cấp 150. Và đây là bản đồ BK nha các bạn. Rồi mở thêm cái giới hạn 179 nè các bạn. Khi máy chủ đạt cấp 169 được 120 ngày, nó sẽ mở cái cấp độ tối đa 179. Và những cái đồ phổ hoàng kim nào có chữ khóa thì chúng ta có thể bán để nhận được công hiến nha các bạn. Bây giờ Aclon các bạn mua về và chúng ta sẽ bán để nhận công hiến. Bây giờ đồ phổ hoàng kim mua về nó sẽ khóa nha các bạn. Rồi cái này khi đạt mốc thành tựu 7.500 điểm thành tựu thì có thể nhận được ngoại trang bậc 4 của cái môn phái các bạn. Rồi một cái điều cũng rất là hay ở đây, đó chính là cái tụ bảo bồn. Thì tụ bảo bồn nó sẽ tăng thêm cái nguyên liệu sử dụng cho chúng ta. Ngoài bây giờ tụ bảo bồn các bạn có thể bỏ vào hoa hồng, cỏ may mắn nè, bí quyển sung mạch từ 1 đến 4, rồi dạ minh châu, tẩy tủy kinh và dịch cốt kinh. Khi máy chủ mở giới hạn cấp 89, cái viên đá hồn Vân Tiêu Vương này các bạn có thể bày bán. Cái viên Vân Tiêu Vương là cái viên đá hồn ở trên cái nón nè các bạn. Ở đây ạc này nó không có, các bạn để xem, để mình cho các bạn xem cái viên này. Này có một số bạn sẽ không biết được cái viên này. Đâu rồi? Đây, Vân Tiêu Vương đây các bạn. Vương Vân Tiêu. Vương Vân Tiêu. Các bạn có thể bày bán được viên này. Ngoài trang thanh trúc, mịch ảnh thì sẽ không bán được. Rồi, nó sẽ tăng thêm điều kiện nhận vinh dự võ lâm tháng và quý. Thi đấu môn phái, tâm áo cảnh, thông thiên tháp và chiến trường tống kim. Rồi một cái nữa đó là thí luyện tuyệt địa. Thì bây giờ nó sẽ điều chỉnh cách giãn 10 phút, sẽ còn 5 phút nha các bạn. Thì sẽ giúp cho các bạn sớm vào được trận đánh của mình hơn, tăng thêm cái cơ hội để các bạn lấy được cái top 1, để chúng ta sẽ có thêm hòa thì bích. Và cái thời gian bảo vệ của mình khi chúng ta vào hoạt động này sẽ tăng được 8 giây. Này để tránh trường hợp máy các bạn nào bị lắc, bị mạng chậm á, chúng ta vào mà chưa kịp thấy cái nhân vật của mình mà chúng ta đã bị úp rồi. Tiếp theo là tối ưu hóa thành tựu Hoa Sơn Luận Kiếm và Đại Hội Võ Lâm của một người. Rồi những cái này thì nó không có gì các bạn. Này nó ưu hóa những cái danh hiệu chúng ta thôi. Có thêm một cái là cung cấp 3 phương án tẩy luyện kỹ năng chân nguyên. Thì cái này mình cũng chưa rõ lắm là nó sẽ phương án gì. Thì cái này mình sẽ đợi phiên bản mới, mình sẽ tìm hiểu và mình sẽ review lại cho các bạn nha. Rồi tiếp theo là khi máy chủ các bạn mở giới hạn cấp 139 với những cái hoàng đế lệnh thì các bạn có thể bán để nhận được cống hiến cho mình. Rồi đó là những cái vấn đề cập nhật linh ta linh tinh mà mình thấy nó cũng rất là quan trọng. Ở trong này thì nó sẽ có điều chỉnh môn phái nè, rồi nó có ở cái phần bí quyển. Tiếp theo là cái phần tụ bảo bồn nha các bạn. Tụ bảo bồn cũng rất là hay. Bây giờ chúng ta có thể cho những cái viên dạ minh châu vào. Này lúc trước mình đi Tần Lăng gặp dạ minh châu là rất là rầu thúi ruột, thì bây giờ các bạn có thể cho nó vào tụ bảo bồn để các bạn nuôi dưỡng nó. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại cái vấn đề, đó chính là cái đồ hoàng kim ở đây và đồ bạch kim. Thì cái này nó ưu hóa cho các bạn thôi. Ví dụ như là trang bị hoàng kim bậc 10 trở lên, các bạn có thể thông qua cái bạch kim đồ phổ và tùy hầu châu các bạn tiến cấp thành cái trang bị bậc kim bậc 10 đó. Rồi trước, nếu trước khi tiến cấp trang bị bạch kim phẩm chất trang bị hoàng kim cao hơn bậc 10 thì khi tăng bậc nó sẽ không tiêu tốn hòa thì bích của các bạn nữa. Lúc trước nó tiêu tốn hòa thì bích, bây giờ nó sẽ không tiêu tốn hòa thì bích nữa, đến khi trang bị bạch kim mới bằng với bậc trang bị hoàng kim trước đó. Đó thì nó sẽ ưu hóa lại giúp cho chúng ta đỡ tốn thêm một số lượng hòa thì bích. Nói chung đây là những cái vấn đề dành cho những vị chơi nói chung là mình có điều kiện một tí thì nó cũng không có gì đặc biệt, nó chỉ tiết kiệm hơn cho các bạn một tí xíu thôi. Đó rồi mình sẽ qua nhanh đến vấn đề khác,
đó là nói về cái sự kiện mừng phiên bản nha các bạn. Ở đây nó cũng sẽ có một số vấn đề rất là hay. Đầu tiên là rương lửa trại có trong 3 ngày, từ ngày 4 đến ngày 6 nè các bạn. Lửa trại chúng ta sẽ có rương để mở để kiếm đồ. Rồi ưu đãi kỳ trân cát. Ưu đãi kỳ trân cát nó sẽ giảm giá một số vật phẩm, ví dụ như là thiên kiếm lệnh, thủy tinh, chìa khóa hoàng kim, linh đao linh tinh nè các bạn. Tiếp theo là nó sẽ mở bán ngoại trang phi yến lưu vân, nó sẽ mở trong 7 ngày nha các bạn. Để những bạn nào có nhu cầu mua ngoại trang, các bạn lưu ý nó sẽ mở tới ngày 11 tháng 6. Và ở đây thì các bạn thấy là các bạn nào mà có cái phiếu giảm giá phi yến lưu vân á, các bạn hãy sử dụng nha, để chúng ta mua được cái ngoại trang này giảm giá. Rồi ở đây có một cái phần cũng rất là hay, nó sẽ reset lại tất cả các gói nạp x2 cho các bạn luôn. Và một cái sự kiện đó là quà thiên long mừng phiên bản mới. Đây, quà thiên long này nó sẽ ra với các cái gói vật phẩm này. Và các bạn lưu ý nha, khi các bạn mua hết những cái gói vật phẩm này thì các bạn sẽ nhận được một cái thiên quân thất diệu lệnh. Đó, lần này nó cho các bạn một cái này cũng khá là hay, dành cho những người nạp hết tất cả các gói này, các bạn sẽ nhận được một cái thiên quân thất diệu lệnh này, để chúng ta sẽ tự do chuyển đổi môn phái trong 3 ngày để các bạn trải nghiệm. Và ở đây các bạn sẽ được thêm một cái hình đại diện nữa nè. Đó, thủy long ngâm cũng khá là đẹp, cái khung chat đại diện ở đây. Rồi đây là những cái gói nạp. Ở đây nó sẽ cho các bạn thêm cái thông tin về cái quyết chiến Lăng Tuyệt Phong. Cái giai đoạn 1 nó sẽ mở từ ngày 4 tháng 6 cho đến ngày 16 tháng 6 nha các bạn. Nó sẽ mở trong vòng 12 ngày. Đó. Thì cái hoạt động này mình sẽ nói cho các bạn sau đây. Đây, và Nguyệt Lão Xe Duyên nó cũng sẽ về 1 tháng. Đây các bạn, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7 luôn. Ngày 5 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6. Bây giờ mình sẽ nói cho các bạn về cái hoạt động quyết chiến Lăng Tuyệt Phong này. Đâu rồi? Đây, mình sẽ xem bên này đi ha, cho nó đồng bộ với cái này luôn đi. Quyết chiến Lăng Tuyệt Phong này các bạn, đây là một cái hoạt động hoàn toàn mới luôn, và nó sẽ mở theo cái từng giai đoạn. Đó, thì điều kiện là máy chủ các bạn phải mở giới hạn cấp 109 trước. Rồi nhân vật các bạn phải đặt cấp 80 trở lên. Và nội dung thì chúng ta sẽ tổ đội 3 người đi chung với nhau. Trong quyết chiến Lăng Tuyệt thì các nhân vật chúng ta sẽ có sức mạnh như nhau. Và nó sẽ có 7 tầng. Mỗi ngày á, thì khi các bạn tham gia mỗi ngày các bạn sẽ có tối đa 2 lần bị thất bại nha. 2 lần bị thất bại là nó sẽ không cho tham gia nữa. Tại mỗi tầng sẽ có 60 giây. Mỗi tầng sẽ có 60 giây để chọn một trong tất cả các môn phái đi khiêu chiến. Ở đây là chọn 119 môn phái nha các bạn. Và cứ mỗi tầng nó sẽ cho chúng ta chọn lại môn phái một lần. Đó, do đó các bạn phải lưu ý điều này. Đó, có nghĩa là mỗi tầng nó sẽ phù hợp với những môn phái nào đó chắc chắn luôn. Quá giờ hoặc là bị diệt hết, hoặc là số lần hồi sinh hết thì xem như là bị thất bại. Đó, tại mỗi tầng thì đội chúng ta sẽ có 3 lần hồi sinh. Số lần sẽ tái lập khi vào phòng kế. Cũng nói chung nó cũng thoải mái cho mình, nhưng mà mình nghĩ cũng sẽ không có đơn giản đâu. Mỗi ải sẽ khác nhau và thời gian khiêu chiến sẽ khác nhau. Mỗi tuần sẽ tái lập hoạt động một lần. Rồi, mỗi tuần sẽ tái lập hoạt động một lần. Như vậy là nó ở đây nó nói là mỗi ngày các bạn đều tham gia được, mà sao mỗi tuần nó sẽ tái lập hoạt động một lần thì mình không hiểu nha. Đợi mà ngày mai nó sẽ ra, mình sẽ xem lại. Về phần thưởng của cái hoạt động quyết chiến Lăng Tuyệt này, nó sẽ cho chúng ta những cái phần thưởng đó là kinh nghiệm, thủy tinh tím. Thủy tinh không ạ, kinh nghiệm, thủy tinh, nguyên khí. Và một cái điều quan trọng đó chính là hòa thì bích các bạn. Rồi, như vậy là mình đã đi qua được 4 vấn đề đáng lưu ý trong cái phiên bản cập nhật mới này. Mình sẽ còn 2 vấn đề nữa, đó là một cái lãnh thổ chiến thiên server. Thì cái này mình nghĩ mình sẽ tách sang một cái video khác để mình nói riêng. Tại vì cái này nó khá là nhiều vấn đề trong này. Khi mình nói thì cái video này nó sẽ dài hơn. Bây giờ mình sẽ tập trung nói về cái môn khách 3S này cho các bạn. Thì môn khách 3S ít nhiều các bạn cũng đã nghe trên một số kênh, cũng đã có giới thiệu về cái những môn khách này. Thì ở đây nó sẽ ghi những cái thông tin chi tiết cụ thể hơn mà các bạn có thể quan tâm. Ví dụ như khi các bạn triệu hồi môn khách Thần Thủy Hoàng đi thì nó sẽ cần những con môn khách 2S, ví dụ như Độc Cô Kiếm, Nam Cung Phi, Kinh Kha hoặc là Ngu Cơ, nó có ghi đây các bạn. Và những con môn khách này các bạn cần phải đạt 1.5 sao. Thì khi triệu hồi những môn khách, môn khách Thần Thủy Hoàng thì những môn khách này nó sẽ bị tiêu tốn 1.5 sao nha các bạn. Nó sẽ giảm cấp sao của những con môn khách 2S này. Đó,
Thì đây là một vấn đề các bạn lưu ý, các bạn cần phải tăng sao, và khi tăng sao xong các bạn triệu hồi chúng ta sẽ bị mất sao, nhưng môn khách chúng ta vẫn còn, lúc này chúng ta chỉ việc tăng sao là cho môn khách của chúng ta thôi. Rồi ở đây thì các bạn thấy là môn khách Tần Thủy Hoàng các bạn sẽ tham gia boss Tần Thủy Hoàng được. Hạng Vũ thì các bạn sẽ tham gia trong cái hoạt động danh tướng Hạng Vũ. Và Hoàng Nhan Hồng Liệt thì nó sẽ không có trong công thành chiến nha các bạn. Nó sẽ có trong cái hoạt động đó là lãnh thổ chiến liên server. Rồi ở đây các bạn thấy là có những cái vấn đề các bạn cần lưu ý đây về cái thuộc tính của những cái môn khách này cộng lên khá là ngon. Đây thuộc tính hộ chủ cấp 30 của Tần Thủy Hoàng này sẽ tăng thêm nhanh nhẹn, tỷ lệ thuộc tính và tỷ lệ bạo kích. Rồi thuộc tính cơ bản khi các bạn tăng lên 3 sao rất ngon cũng tăng lên chúng ta 180 linh hoạt, 188 điểm bỏ qua kháng tất cả và 375 điểm tấn công, cực kỳ ngon luôn các bạn ơi. Về hạng vũ thì các bạn sẽ có được tăng thêm linh hoạt. Đây là thuộc tính hộ chủ cấp 30 sẽ tăng linh hoạt. Rồi 160 thời gian thuộc tính và tăng thêm sinh lực. Tiếp theo, hạng vũ khi các bạn tăng lên 3 sao thì các bạn sẽ được 180 điểm nhanh nhẹn, 750 điểm bỏ qua né tránh, 375 điểm tỷ lệ bạo kích, cực kỳ ngon. Nói chung những con môn khách 3S này thật là đáng đồng tiền luôn các bạn. Khá là đáng đồng tiền. Về Hoàng Nhan Hồng Liệt thì nó sẽ tăng cho các bạn là sức mạnh nè. Đây sức mạnh các bạn. Rồi kháng thời gian thuộc tính và tấn công. Đó, còn vì các bạn tăng những cái thuộc tính cơ bản này lên, nó cũng tăng cho chúng ta điểm sức mạnh luôn. Như vậy con Hoàng Nhan Hồng Liệt tăng sức mạnh khá là nhiều. Ok, video về những vấn đề cần lưu ý trong cái bản cập nhật sắp tới của mình đến đây là hết. Hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách like, share và subscribe kênh của mình để nhận được những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.